Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ giúp bóng đá Việt Nam hồi sinh nhờ triết lý của thầy Park. Nhân vật được đồn đoán trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam là ông Kim Sang-sik có triết lý bóng đá khá giống với lại thầy Park. Trong ngày 29 tháng 4, nhiều nguồn tin đến từ Hàn Quốc xác nhận với Liên đoàn bóng đá Việt Nam là đã ký hợp đồng với huấn luyện viên Kim Sang-sik. Được biết, nhà cầm quân xứ Kim Chi sẽ làm việc với bóng đá Việt Nam theo một bản hợp đồng có thời hạn là 2 năm. Thế nhưng tại sao giữa rất nhiều ứng viên có CV khủng như là huấn luyện viên Lee Jong-jin, Akran Nishino, Kim Do-hun, huấn luyện viên Gong On-kwin, Roberto Donadoni hay là Alexander Polking, VFF lại quyết định chọn ông Kim Sang-sik? Một trong những yếu tố được VFF cân nhắc nhất đầu tiên khi tìm thuyền trưởng cho tuyển Việt Nam chính là triết lý bóng đá. Theo như tìm hiểu thì huấn luyện viên Kim Sang-sik là người rất thích dùng sơ đồ 4-2-3-1. Đây là sơ đồ có thiên hướng phòng ngự và chỉ dùng một mũi nhọn trên hàng tấn công. Thế nhưng trước những đối thủ yếu hơn hoặc là ngang tầm, ông Kim thường sử dụng sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-1-4-1 thiên về kiểm soát bóng và làm chủ khu trung tuyến. Cạnh đó, ông cũng có thể áp dụng sơ đồ 3-4-3 hay là 3-5-2 khi cần thiết. Về cơ bản thì trong thời gian dẫn dắt câu lạc bộ Jeonbuk Hinamoto, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã xây dựng lối chơi phòng ngự phản công cho đội bóng này và có được những thành tựu nhất định. Đáng nói đây cũng là triết lý giúp cho ông Park Hang-seo thành công với bóng đá Việt Nam. Một sự trùng hợp khác giữa hai nhà cầm quân này đó là họ rất giỏi nắm bắt tâm lý cầu thủ và biết cách truyền lửa cho các học trò. Dù là gần gũi với cầu thủ nhưng khi tập luyện hay thi đấu họ lại rất kỷ luật và có những hành động cứng rắn để răn đe. Thế nhiên là cả hai luôn nhận được sự yêu quý và tôn sùng từ cầu thủ dù làm việc ở bất kỳ đâu. Trên lý thuyết, giữa hai nhà cầm quân này có những điểm rất giống nhau trong triết lý bóng đá, cách huấn luyện và cả nhiều yếu tố khác. Chính vì vậy, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng về tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam nếu như được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik. Ông Kim Sang-sik và những điểm tương đồng kỳ lạ về huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Kim Sang-sik được đồn đoán sẽ tiếp quản vị trí huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam nếu như điều này trở thành sự thật. Nhiều người hâm mộ sẽ lập tức liên tưởng đến ông Park Hang-seo bởi rất nhiều sự tương đồng giữa hai chiến lược gia người Hàn Quốc. Trong trường hợp Liên đoàn bóng đá Việt Nam bổ nhiệm huấn luyện viên Kim Sang-sik, có một sự trùng hợp thú vị ở đây, đó là chiến lược gia 47 tuổi đang trải qua một khoảng thời gian thất nghiệp. Tương tự là ông Park Hang-seo, người đã rơi vào cảnh bế tắc trước khi đến với Việt Nam. Và cũng giống như là vị tiền bối 66 tuổi, Kim Sang-sik từng đá tiền vệ phòng ngự khi còn là cầu thủ, đồng thời nổi tiếng với phong cách cứng rắn và mạnh mẽ. Thậm chí, Kim Sang-sik còn nổi tiếng là thô bạo, thế nên mới có biệt danh là rắn lục và vua thể. Mặc dù sở hữu phong cách chơi bóng thông minh hiện đại, nhãn quan sắc bén để tạo dựng ảnh hưởng lớn trong lối chơi của đội, nhưng ngay cả khi nhiều tuổi, ông vẫn duy trì được lối đá quyết liệt và làm dày thêm bộ sưu tập thể phạt. Xuất thân là một tiền vệ phòng ngự và cũng có thể đá được trung vệ. Không ngạc nhiên khi mà chuyển sang sự nghiệp huấn luyện viên, Kim Sang-sik luôn đề cao phòng thủ và sự chắc chắn. Một lần nữa lại khá giống với ông Park Hang-seo, dù là cách triển khai lối chơi có phần khác nhau. Jeonbuk Hinamoto, dưới sự dẫn dắt của ông, chưa bao giờ được lòng người hâm mộ bởi lối đá chậm rãi, ít ham muốn tấn công và có quá nhiều những đường chuyền thận trọng. Nó cũng đi ngược với xu hướng bóng đá hiện đại vốn chú trọng vào tốc độ trong chuyển đổi trạng thái. Bởi vì cách tiếp cận thận trọng khi có bóng, Jeonbuk không vội vã tràn lên phía trước mà lại bình tĩnh ban chuyền, đôi khi khiến cho cơ hội qua đi, nhưng đồng thời lại tránh cho họ nguy cơ bị phản công. Đỉnh cao của ông Kim Sang-sik chính là chiếc vô địch K-League One năm 2021, chỉ có một năm sau khi ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên của Jeonbuk, qua đó đạt luôn giải thưởng là huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa. Mặc dù vậy, chiến tích này lại không có gì gây sửng sốt cả. Câu lạc bộ ở Jeonju đã vô địch 4 năm liên tiếp trước đó và đây như là chiếc vô địch thứ 9 trong 13 năm qua. Ngoài ra thì theo nhiều người, việc Jeonbuk lên ngôi phần lớn do đối thủ Ulsan liên tục sảy chân. Sang hai mùa bóng tiếp theo, phong độ của Jeonbuk ngày một đi xuống, tỷ lệ nghịch với sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa cổ động viên và Kim Sang-sik. Người hâm mộ từng treo biểu ngữ phản đối huấn luyện viên trưởng trương hội quán câu lạc bộ năm 2021, biểu tình năm 2022 đã chặn xe buýt của đội ngày 1 tháng 4 năm 2023 sau trận thua ngược 1-2 ngay trên sân nhà trước Pohan Steelers. Phản ứng của Kim Sang-sik lại càng khiến cho các cổ động viên nổi giận. Thay vì là đối thoại, ông lại chọn cách đóng chặt cửa, kéo rèm và ở nguyên trên xe suốt 2 tiếng đồng hồ. Đến khi đám đông hết kiên nhẫn, Kim Sang-sik mới bước ra rồi ông đi thẳng vào trong phòng thay đồ. 4 ngày sau đó thì ông tuyên bố từ chức và người hâm mộ bắt đầu ăn mừng.
Trong bóng đá, đặc biệt là nghề huấn luyện viên, những thăng trầm là không thể tránh khỏi. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể thất bại tại Zion Book nhưng lại thành công ở nơi khác. Chẳng hạn như đội tuyển Việt Nam, nếu như ông được bổ nhiệm như tiền bối Park Hang-seo là hoàn toàn có khả năng. Nên nhớ rằng Kim Sang-sik là một người rất mạnh mẽ. Ông không ngại đối mặt với những sai lầm và đứng dậy, đòi lại những thứ thuộc về mình. Những người Hàn Quốc thì vẫn chưa quên được những dòng nước mắt ân hận của Kim Sang-sik năm 2007. Khi ấy, ông cùng với đội tuyển xứ Kim Chi tham dự Asian Cup 2007. Sau trận đấu vòng bảng gặp Bahrain, thay vì ở trong khách sạn, Kim Sang-sik lại cùng với Lee Won-jae, Lee Dong-wook và Won Seong-jong tới hộp đêm tại Jakarta, Indonesia để uống rượu vui vẻ cùng các cô gái ăn mặc hở hàng. Vụ bê bối đã hủy hoại hình ảnh của Kim Sang-sik, đồng thời đóng lại cánh cửa đến với đội tuyển quốc gia. Thế nhưng ông này đã không sụp đổ, mà trong những năm tiếp theo, Kim Sang-sik chơi như thể là chuộc tội và cống hiến tất cả những khả năng mà mình có. Đồng thời, kỹ năng đánh chặn, phán đoán tình huống và các đường truyền dài của ông trở thành một tài sản lớn. Năm 2012, 5 năm sau scandal, Kim Sang-sik được gọi trở lại đội tuyển Hàn Quốc và ông giúp cho đội giành vé đến với World Cup 2014. Tôi muốn là mọi người nhớ đến tôi như là một cầu thủ giỏi, ông nói khi giã từ đội tuyển quốc gia. Và bây giờ, với ngọn lửa đam mê vẫn còn đang cháy, huấn luyện viên 47 tuổi đang háo hức tái hiện trên đường pitch, khiến cho tất cả nhớ đến ông như là một huấn luyện viên giỏi, người có thể như là vực dậy cả một đội tuyển khủng hoảng niềm tin, bước vào những cuộc chinh phục mới. Huấn luyện viên tin đồn của tuyển Việt Nam bị chê vì có triết lý giống với Philippe Chaussier. Kim Sang-sik, huấn luyện viên trưởng được cho là thuyền trưởng mới của đội tuyển Việt Nam, từng bị chỉ trích vì triết lý bóng đá giống với chiến lược gia người Pháp Philippe Chaussier. Nhiều tờ báo tại Hàn Quốc khẳng định huấn luyện viên Kim Sang-sik và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đạt thỏa thuận sơ bộ để chiến lược gia này nắm đội tuyển Việt Nam thay cho ông Philippe Chaussier. Ông Kim Sang-sik đã đạt thỏa thuận sơ bộ về việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Các bên thì đang thống nhất chi tiết các điều khoản bao gồm việc kiêm nhiệm đội U23, tờ Yonhap đưa tin. Theo đó, nếu như mọi chuyện suôn sẻ, VFF sẽ chính thức công bố huấn luyện viên Kim Sang-sik vào ngày 3 tháng 5 tới đây. Ông Kim Sang-sik từng thi đấu tại vị trí trung vệ, khoác áo Seongnam, Gwangju và cả Jeonbuk Hyundai Motor. Ông có được 12 năm phục vụ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc với 59 lần ra sân và tham dự World Cup 2006. Trên cương vị huấn luyện viên, Kim Sang-sik dẫn dắt Jeonbuk Hyundai Motor từ năm 2021 đến 2023, gây ấn tượng với việc giành chức vô địch K-League One năm 2021. Đây cũng là năm mà ông được vinh danh như là huấn luyện viên xuất sắc nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2023, thời điểm huấn luyện viên Kim từ chức ở Jeonbuk Hyundai Motor sau chuỗi trận bê bát, ông đã bị chỉ trích nặng nề vì quan điểm chiến thuật sai lầm. Để thủng lưới trong pha phản công là một trong những vấn đề lớn nhất đối với Jeonbuk dưới thời của Kim Sang-sik. Họ quá dễ bị thủng lưới do lên tấn công cao khi đối phương gây áp lực lên tuyến giữa của Jeonbuk. Tuyến trên của họ có xu hướng lùi lại đáng kể và khi đó, đội tập trung như là vào việc kiểm soát bóng chậm ở phần sân nhà mà lại không có tiến triển gì, trang K-League từng bình luận. Người hâm mộ Việt Nam khi mà đọc những bình luận này hẳn cảm thấy quen quen, bởi đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Chaussier cũng thích kiểm soát bóng mà không thật sự hiệu quả trong tấn công. Ngoài ra, đội tuyển khi đó còn phòng ngự rất mong manh và dễ bị thủng lưới, để thua 9 trên 10 trận đấu trước khi ông Chaussier phải ra đi.